Rồi, mình thanh lý một cái nắp nồi 150 đồ chơi CNC trong suốt nha anh em. Đây là anh em gắn vô xe là sẽ thấy được luôn cái bộ nồi và thiết kế bên trong ha. Này hồi đó giá công ty là 1 triệu một cái nha anh em. Này giờ mình còn một cái mới cứng nha anh em. Mình thanh lý đổi giá 500 nha. Anh em về lắp đặt như xin. Vô xe rất là đẹp. Đây là cái nắp CNC có lớp kiến trong suốt và có luôn con ốc nhớt CNC nha anh em. Đó. Mình thanh lý nha, một cái duy nhất giá 500 ngàn. Anh em mua về gắn Exeter 150 là gắn như zin không độ chế nha. Đó nè, nắp đồ chơi mã lai rất là dày, rất là đẹp luôn. Đó, anh em nhìn thấy không, mình thanh lý nửa giá nha, thanh lý nửa giá. Anh em cần alo mình. Đó. Tình trạng là nắp mới cứng chưa xài nha.